David làm cái video này để nói chuyện cùng với mọi người về vấn đề đầu tư gì khi khủng hoảng. Trong thời gian vừa qua thì một số các cái tài khoản lớn thì team của David sẽ giao cái mô hình copy trade, thay đổi chiến lược là giao dịch tài khoản nhỏ để cho các tài khoản lớn copy theo. Đấy là một trong những cái phong cách thay đổi hoàn toàn. Trước đây thì quỹ GFX cầm những cái tài khoản lớn và phân bổ cho các cái tài khoản đó cho các phòng đầu tư. Và cái phòng này thì đưa ra GFX để các cái team họ làm và họ cầm các cái tài khoản lớn như vậy. Thế thì nay thì chúng ta có cái phương pháp khác, đó là GFX tập trung cái gọi là copy trade tài khoản nhỏ. Đấy là cái mà chúng ta sẽ làm. Và cái hiệu suất của các tài khoản này, ví dụ như là tài khoản 1.500 thì tài khoản 15.000 họ sẽ follow và họ sẽ nhân 10 cái volume của cái tài khoản này. Hay tài khoản này thì sẽ nhân 10 volume thì tùy theo. Nhưng có những cái TPG Asia thì chỉ có 500 đô thôi. Thì cũng phân bổ để cho những cái tài khoản 5.000 nhân 10 hoặc 50.000 thì nhân 100 chẳng hạn như vậy. Thì vận dụng tất cả những cái tài khoản đó để đưa ra các cái giải pháp copy trade cho các khách hàng. Thay vì các yếu tố là giao dịch quỹ GFX với những cái tài khoản lớn khiến cho các cái tài khoản nhỏ họ sẽ không follow được. Thì đấy là cái mà lý do để chúng ta sẽ cùng bàn bạc các cái hiệu suất của cái tỷ lệ copy trade. Thế thì ở cái video này thì tôi phân tích cho mọi người biết rằng là so sánh cái việc đầu tư và đầu tư gì cái kỳ khủng hoảng như thế này. Giữa một cái bối cảnh thì có các cái bối cảnh về Bitcoin, đầu tư về Bitcoin hay là FX thì chúng ta chọn cái gì? Thì đây là cái mà chúng ta xem. Vậy thì có những người thì sẽ nói là FX đánh rất là khó, đúng không? FX thì sẽ giao dịch rất là khó. Giao dịch rất là khó, đúng không? Giao dịch rất là khó. Và GFX sẽ tập trung vào các cái môi trường nào để hỗ trợ cho các nhà đầu tư, và nó có ảo hay không, nó có ở các cái, nó có gọi là các mô hình không an toàn hay không. Thứ nhất là cái vấn đề an toàn chúng ta phải đề cập đến. Điều đầu tiên là chúng ta cần phải có cái sự an toàn. An toàn ở đây là gì ạ? Là cái việc cháy tài khoản mà chúng ta đã nhìn thấy đó, các vấn đề về cháy tài khoản, các vấn đề về lợi nhuận không đạt được như yêu cầu, lợi nhuận ảo. Thế thì đây là những vấn đề mà kỳ khủng hoảng này luôn luôn gặp phải. Cái kỳ khủng hoảng luôn luôn gặp phải. Vậy thì GFX sẽ làm gì, đúng không ạ? Giao dịch ra sao? Thì các cái video nói về các team GFX thì tại sao có thể an toàn được? An toàn để làm sao ạ? Để có thể hiệu suất được với vấn đề an toàn. À, đây là yếu tố rất là quan trọng. GFX làm gì để an toàn? Đây là những cái môi trường là chúng ta sẽ thấy được cái rủi ro rất là khủng khiếp, tỷ lệ rủi ro cao. Càng những cái việc giao dịch lợi nhuận cao, đúng không ạ? Ví dụ như 1.000 đô lãi 400 đô như thế này thì lập tức là chúng ta có 40% lợi nhuận. 40% lợi nhuận. Các cái mốc lợi nhuận là 40%. Thế thì những cái tài khoản 10.000 nó sẽ lên đến 14.000. Tài khoản 100.000 sẽ là 140.000. Nhưng vấn đề cầm cái tài khoản mà 100.000 thì cái tâm lý nó rất là khủng khiếp. Do vậy là các việc đấu của các tài khoản nó sẽ khác. Đấu vào các hệ thống copy, không nhìn vào các cái khối lượng volume giao dịch nữa. Thì bên giữa cái bối cảnh Covid cũng như là một số các cái môi trường đầu tư nó bị kém, thì GFX đưa ra những cái cách để làm sao an toàn nhất, cách an toàn và quản trị rủi ro. Chúng ta có thể vào cái
nguyễnquanghoc.vn để chúng ta đọc rất nhiều các bài mà tôi có viết và chia sẻ với mọi người. Nghề chính là quản trị rủi ro chứ không phải là buy sell. Tôi quản trị rủi ro trong GFX, quản trị GFX thực chất là quản trị rủi ro. Đây là cái môi trường mà để chúng ta có thể xem. Kể cả BTC, đúng không ạ? Và cái quy trình mà chúng tôi muốn phấn đấu đó là biến tôi từ marketing này, lên trader, này, lên IB, lên đào tạo trader và lên quỹ và bây giờ là quản trị rủi ro. Đây là những cái mà tôi muốn chia sẻ với mọi người. Sau đó là chúng tôi tập trung vào cái việc là đào tạo bán hàng không tele sale để hỗ trợ cho các cái nhà đầu tư hiểu được quản trị rủi ro trong giao dịch. Và tôi cũng có chia sẻ với mọi người là cái việc an toàn như thế nào. Thứ hai nữa là cháy tài khoản hay không. Đấy. Các câu hỏi và các vấn đề về quản trị rủi ro, các vấn đề về tài khoản an toàn hay không. Đó. Có bỏ trứng vào một giỏ hay không. Và chúng ta đã nhìn thấy, đúng không ạ? À, đây là ví dụ cái tài khoản 1.000 này thì tài khoản 10.000 sẽ là ăn 28 đô, tài khoản 100.000 sẽ là 280 đô, đúng không ạ? Chúng ta đạt cái tỷ lệ lợi nhuận ở các cái mốc là 40% một tháng, tức là 1-2% một ngày, ví dụ như vậy. Một tháng chỉ có 22 ngày giao dịch thôi, thứ bảy chủ nhật nghỉ. Và chúng ta nhìn thấy ví dụ cặp này là chúng ta đang theo cặp Úc, đô Úc nhé. Thì bốn cái đồng này chúng ta sẽ có ví dụ GTPGAGA, chúng ta sẽ không theo Úc nữa mà chúng ta quản trị rủi ro ở cặp EU, đúng không ạ? Đấy, chúng ta đang buy EU. Thế thì cái tài khoản 5.000, nếu tài khoản 5.000 ở đây thì chúng ta sẽ đấu vào cái tài khoản TPGAGA thì là nhân 10, vậy thì sẽ lợi nhuận là bao nhiêu thì tùy theo cái khối lượng mà nó nhân lên, đúng không ạ? Rồi tài khoản ông già triệu đô này, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng không đấu vào, cũng không đấu cặp EU nữa mà chúng ta sẽ làm cái tài khoản AUD. Ví dụ như vậy. Ở đây cái tài khoản AUD lợi thế so sánh cho mẹ có hai tài khoản đang đấu vào AUD. Tiếp compare thì lại không đấu vào AUD nữa mà cũng không đấu vào Euro nữa mà sẽ tập trung vào một cái tài khoản, một cái cặp giao dịch khác. Đó, GBP/USD. Đó. Vậy thì cái tài khoản này đấu vào thì cái tài khoản 5.000 sẽ nhân 5, nó là 25 đồng. Tài khoản 50.000 sẽ là nhân với 100 lần, đúng không ạ? Là 500 đô, ví dụ như vậy. Vậy thì tổng cái lợi thế so sánh cũng như là các vấn đề cái cặp mà đấu nó không đơn thuần, nó không đơn thuần là cái việc bỏ trứng vào một giỏ, không theo các cái cặp là gọi là bỏ trứng vào một giỏ. Đây cặp theo cặp Úc mà chúng ta đang kỳ vọng Úc lên. Ở cái môi trường nguy hiểm thì chúng ta sẽ thấy được là các cái tỷ lệ đó là quản trị rủi ro trong GFX, quản lý quỹ thực chất đó là quản trị rủi ro. Thực chất của vấn đề đó là gì ạ? Ăn một nhưng không phải ăn nhiều, đã rủi ro là không đầu tư, đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Và có bao giờ bỏ trứng hết vào một giỏ hay không? Đúng không ạ? Xin thưa rằng là không nhé. Chúng ta có thể tham khảo ở cái kênh video rồi lý giải cho đa dạng hóa nền tảng hoa tiêu. Tất nhiên nếu có ai mà cần an toàn nữa thì có thể lựa chọn cái gói 3,5% với quy trình an toàn và phân bổ 6 nhóm hoa tiêu. Thì ở đây chúng ta mới thấy được là cái nhóm hoa tiêu này đang phân bổ là 4 nhóm. Còn 2 cái nhóm nữa thì hiện tại do Azura đang quản lý. Đúng không ạ? Thì tập trung chủ yếu vào 6 cái hệ thống này. Từ đó mà gì ạ, đưa ra các giải pháp để phân biệt được hiện trạng của cái việc nhân tài khoản ra sao. Nó được phân tích dựa trên các cái yếu tố của Ichimoku, các yếu tố của Bollinger Band, RSI, ADX, Stochastic, chấm Parabolsa, Bollinger Band, Ichimoku. Toàn bộ được đưa ra để nhận biết được rằng là gì, tỷ lệ chốt lời hay là chốt lỗ hay là các vấn đề phá cản cũng như là vượt mây
cũng như là đưa ra các cái giải pháp gì à, chạm ben trên hay là chạm ben dưới, thì đấy là cái vấn đề phân tích kỹ thuật. Nhưng tôi có nói rất chi tiết là cái vấn đề là gì ạ? Môi trường an toàn trong tài khoản đó là gì? Đó là phân bổ vùng buy sell ở cái mức cản. Điểm vào lệnh chính là tính điểm hồi của giá. Đó. Điểm ngược hướng và điểm hồi. Đây là cái mà chúng ta nhìn thấy các cái tỷ lệ quy đổi của các cái tài khoản quản trị. Thế thì ở cái bài phân tích thì tôi thực chất đó là gì ạ? Là các vấn đề copy trade cũng như là master đó. Thì dễ dàng copy và có niềm tin, check uy tín, check khả năng, check kinh nghiệm, nên tôi hài lòng với GFX. Chúng tôi luôn được dạy rằng là còn tiền sẽ làm lại được, không được để mất tiền, nhưng SL cần thiết thì làm sớm đó. Đây là cái mà chúng ta xem. Thịnh copier chẳng có gì là an toàn quả, chẳng có gì là an toàn tuyệt đối cả, nhưng chúng tôi thấy việc quản trị rủi ro của GFX là hoàn toàn hợp lý. Thì đây là cái bộ phân bổ của quản trị rủi ro trong GFX. Thì nghề chính là quản trị rủi ro, đưa ra các giải pháp để quản trị rủi ro. Thì đây là cái môi trường mà chúng ta có thể xem xét. Chúng ta cũng có thể vào Facebook của David cũng như là YouTube để xem thêm các cái môi trường quản trị rủi ro. Các vấn đề về no loss system và hedging system để giúp cho cái gói số 1 để tốt nhất. Và lúc này hiện tại thì chúng ta thấy được là các cái cách để đầu tư thì chúng ta có vàng để đầu tư, rồi có FX, rồi có chứng khoán, chúng có bất động sản. Thế nhưng mà gì ạ, cái kênh phù hợp đó là cái vốn ít thì lập tức là chúng ta phù hợp với lại FX này. Và khi mà chúng ta hiểu được cái môi trường giao dịch ấy, thì chúng ta đã thấy được là toàn bộ tất cả các vấn đề là ủy thác đầu tư có an toàn hay không, GFX hay không. Đây là cái mà chúng ta xem xét. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ nhìn thấy là cái tự vận hành sẽ gặp rủi ro. Đó là cái mà chúng ta xem. Việc quản trị rủi ro nó là quan trọng. Và lợi nhuận này nó có lợi nhuận có ảo hay không? Ảo. À, lợi nhuận này là không có ảo mà nó rất là thật. Thì đây là cái yếu tố để chúng ta xem xét. Và GFX tập trung cái gọi là những cái copy, đúng không ạ? Là có giải pháp, có giải pháp copy. Thì từ cái việc mà đầu tư trong cái kỳ khủng hoảng này và đưa ra các cái cách là chúng ta sẽ xem cách quản trị rủi ro là chúng ta có các phương pháp, có no loss, có hedging, đúng không? Và có gói copy trade. Và chúng ta nhìn thấy được là các cái tỷ lệ của copy cũng như là đưa ra các cái giải pháp mà cái copy này đưa ra, thì toàn bộ tất cả những cái copy này mà chúng tôi đưa ra các cái giải pháp cho quý khách hàng, đó là cái yêu cầu mà cái hệ thống giao dịch buộc phải an toàn. Đó chính là cái cách để mà chúng ta nhận được các cái tín hiệu tốt nhất, không bỏ trứng vào một giỏ. Ví dụ cái tín hiệu của 22, 12, 31 và 54 thì không đổ vào một giỏ, tức là không giao dịch cặp úc, đúng không? Mà chúng ta sẽ được phân bổ đấu vào các cái cặp, đúng không? Có thể trong cái trạng thái này chúng ta có thể nhìn thấy được EU hay là CHF hay là bảng Anh hay là New Zealand hay là Canada, rất nhiều các cái tỷ lệ để mà chúng ta có thể theo dõi. Ngoài ra các mô hình đó thì chúng ta dựa vào các cái thế của cản, các cái thế của cái môi trường, xem có gì chạm cái mức cản và bật lên hay không để chúng ta có thể xem xét. Các cái vùng để xem xét được cái vùng equity tốt nhất, đưa ra các cái giải pháp tốt nhất cho quý khách hàng lựa chọn. Từ đó, đúng không ạ, chúng ta mới so sánh cái GFX là cái phù hợp. Nó khác với lại bất động sản phải có vốn lớn. Tất nhiên chúng ta cũng có thể xem xét và đưa ra các cái giải pháp về đánh gold, và chúng ta xem xét gold là 1762 đang là một cái mốc có thể xem xét bán hay mua, thì khi nào có điểm vào lệnh thì chúng ta sẽ được copy, chúng ta sẽ được nhân lên để chúng ta vào lệnh một cách an toàn nhất. Rồi cái vốn ít này
đúng không ạ? Đương nhiên vốn ít thì phù hợp. Ví dụ 500 thì chúng ta đấu với những cái tài khoản 500. Tài khoản 1.000 chúng ta x2 của tài khoản 500. Và tất nhiên nhân viên tư vấn thì có thể là đấu 1-1 với lại những cái tài khoản 1.000, đúng không ạ? Và tất nhiên những cái tài khoản 50.000, 50.000 đầu tư bất động sản cũng khó, đúng không ạ? Do vậy là đầu tư vào cái diễm ích thì có thể đạt được cái gì ạ? 2% trên ngày cũng ok, đúng không ạ? Và cái điều này nó sẽ khác hoàn toàn với cái việc BTC và các mô hình đa cấp 1% ngày nhé. Nó khác hoàn toàn. Thứ nhất là nạp rút bất kỳ lúc nào. Thứ nhất là nạp rút bất kỳ lúc nào. Đối với copy trade, cái này rất là hay là đúng không ạ? Nếu mà hôm nay mà chúng ta có lãi rồi rút, ok. Nó khác với lại cái vấn đề nhận 1% một ngày mà không được rút của các cái chương trình đa cấp. Điều đầu tiên là nạp rút bất kỳ lúc nào. Điều thứ hai nữa là gì ạ? Là stop, ok, bất kỳ lúc nào. Thứ ba nữa là gì ạ? Theo dõi tài khoản trên máy tính hoặc điện thoại 24/24, đúng không ạ? 24/24. Đây là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy. Ví dụ như là một cái tài khoản đấu vào cái copy này, đúng không ạ? Nếu chúng ta đã nhìn thấy cái tài khoản này lãi mà chúng ta cản với không được thì chúng ta cắt, tự cắt. Có thể hoàn toàn thò tay vào, nhưng chúng tôi khuyến cáo là không nên, bởi vì các cái phân tích kỹ thuật của các nhóm Azura với lại London Trade, Hà Nội Trade, Hồ Chí Minh Trader, nó đã tính toán được các cái điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh rồi, cho nên chúng ta chỉ cần theo dõi mà thôi, không cần thò tay vào cắt. Đó chính là cái. Nó khác hoàn toàn nhé. Vậy thì người ta hỏi là có an toàn hay không, thì tôi xin thưa rằng là nó rất an toàn. Và nó có thể so sánh được rất nhiều cái lợi thế. Và copy trade thực sự là một cái mô hình rất là văn minh, giúp đời. Đó. Văn minh và giúp đời. Nhưng duy nhất nó chỉ có một cái là gì ạ? Chết chùm. Chết chùm ở đây là gì ạ? Là cái điểm yếu đầu tiên ấy, là ví dụ tài khoản copy này chết, đúng không ạ? Tài khoản này mà cháy, tài khoản này mà bay, đúng không ạ? Hoàn toàn có thể xảy ra. Nghĩa là gì ạ? Đang lên này, đang đánh lên này, nó sập một cái, đúng không ạ? Chiến tranh địch họa tất cả mọi cái. Đó. Nó cháy, đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy được là gì ạ? Chúng ta sẽ thấy được là đang lên thì nó xuống, đúng không? Nó bị giật. Thì đấy là rủi ro. Thế nhưng mà gì ạ? Rất khó, bởi vì sao ạ? Bởi vì có sự cắt lỗ. Đó, các cái team nó sẽ đặt cái tỷ lệ cắt lỗ khoảng bao nhiêu ạ? Xin thưa rằng nó có thể là gì ạ? Cắt lỗ 10% hoặc là 20% và tối đa là 30%, tức là 1.000 bay đến $300, đúng không ạ? Thế nhưng mà gì ạ? Cái việc quản trị rủi ro, nếu trong trường hợp bay 20% thì lấy lại và cứ để cho nó copy trong vòng 2 ngày và tối đa là 1 tuần, ví dụ như vậy. Thì đây cũng là một trong những cái điểm lợi thế, đúng không ạ? Cái sợ nhất là chết chùm. Sợ nhất đó là cái vấn đề chết chùm. Thế nhưng mà gì ở trên cái phân tích là phân bổ buy sell, phân bổ vùng cản, điểm vào lệnh, đúng không? Điểm hồi của giá, các vấn đề về ngược hướng, các vấn đề về xuôi hướng, các vấn đề về phân tích các điểm, các mức cản, các mức hỗ trợ, các vấn đề về Bollinger Band Ichimoku cũng như là các cái vùng cản của giá, các đám mây Ichimoku. Cái điều này nó không phải là mới, nó là cũ. Nó là vấn đề quản trị tài khoản ở trong cái mô hình cũ chứ không phải mô hình mới. Đó. No loss system là mua và bán hai đầu, buy và sell, để quản trị 3-4 cái tín hiệu, 6 cái tín hiệu. Đó. Thì đấy là cái mà chúng ta hiểu được rằng nó không phải là mô hình mới. Tôi nghĩ ra không phải thế, đúng không ạ? Và cái giải pháp của nó, giải pháp là quản trị rủi ro. Nó khác với lại buy sell, đúng không ạ? Khác buy sell. Đó chính là cái mà chúng ta nhìn nhận. Vậy thì đối với lại những nhà đầu tư, họ sẽ đặt ra các câu hỏi là lăn tăn mỗi cái là gì ạ? Cái ông copy trade
có biết đánh hay không, có biết giao dịch hay không. Đây là yếu tố quan trọng nhất mà ông hỏi. Muốn trả lời cái câu hỏi như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải hiểu hỏi rằng là gì, là kinh nghiệm, đúng không ạ? Kinh nghiệm. Thứ hai nữa là ông sẽ phải hỏi là khả năng thực chiến. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đòi hỏi của cái việc này nó không phải là một mình anh quản lý tài khoản đâu, mà nó liên quan, nó liên lụy đến rất nhiều, liên lụy hàng trăm tài khoản đi theo. Do vậy ông phải có kinh nghiệm, phải có kinh nghiệm, phải có kinh nghiệm quản trị tài khoản. Mà lại cũng không phải đơn giản là có những cái người mà gì chỉ đánh được tài khoản to. Ví dụ như tôi chỉ đánh được tài khoản to thôi. Tài khoản này là các đội khác cũng phải đánh, tôi phải quản lý, đúng không ạ? Xem là các tín hiệu. Nhưng có những người là chỉ đánh được tài khoản nhỏ. Có những ông đánh tài khoản 500 đô rất hay, đúng không ạ? Nhưng có những ông đánh chỉ đánh được tài khoản to thôi, đúng không ạ? Chỉ đánh tài khoản to hoặc nhỏ, đúng không ạ? Tùy theo, đúng không ạ? Có những ông đánh scalping rất nhiều, đúng không ạ? Đây là những cái mà chúng ta nhìn thấy. Vậy thì cái vấn đề, cái câu trả lời cho cái việc đầu tư trong kỳ khủng hoảng, đúng không ạ? Đó là chúng ta phải xem xét sự phù hợp. Xem xét sự phù hợp. Và cái mối quan tâm để chúng ta có thể nhìn thấy được là các cái mô hình sao cho an toàn nhất. Vậy thì câu hỏi, đa số cái câu hỏi của mọi người, cái câu hỏi chủ yếu là vấn đề rủi ro. Các cái câu hỏi chủ yếu là vấn đề rủi ro. Thế còn cái câu trả lời, còn câu trả lời thì đa số là thành tích. Đây là cái mà chúng ta phải nhìn thấy. Nhưng cái sự phù hợp, cái sự phù hợp với vốn, đó là ai cũng thấy hấp dẫn. Điểm mạnh và điểm yếu thì chúng ta phải phân tích và đưa ra các cái giải pháp. Thế thì chúng ta sẽ nghiên cứu và đưa ra các cái mô hình để cho an toàn nhất, hiệu quả nhất. Sau đó là gì ạ? Tham gia đọc ở trong nguyenquanghoc.vn để chúng ta có được cái tư duy. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn thấy được các cái tài khoản, đúng không ạ? Phân bổ các tài khoản để làm sao ạ? Đưa ra được các cái giải pháp làm sao biết được là gì ạ? Cái mô hình này an toàn hay không, đúng không ạ? Thực sự phải là cái người có kinh nghiệm. Người có kinh nghiệm người ta vận hành, đúng không ạ? Nhưng vận hành không phải là chuyện đơn giản. Thế do vậy là gì ạ? Ở những cái tài khoản copy theo cái tài khoản master này, đúng không ạ? Hệ thống tài khoản master này nó đòi hỏi có những cái chiến thuật. Nhưng mà không phải hơn nhau ở việc phân tích kỹ thuật, là hơn nhau ở cái việc là gì ạ? Stop loss. Hơn nhau ở việc quản trị rủi ro, đúng không ạ? Thế do vậy chúng ta sẽ theo các cái đường link để chúng ta biết được các cái mô hình. Thì tôi phân tích được các cái kỳ khủng hoảng chúng ta thường có xu hướng đầu tư online. Và nó khác hoàn toàn với lại cái việc mà gì ạ? Chúng ta tạo gói, nạp gói rất là nhiều mà chúng ta quyết định được các cái tài khoản. Các tài khoản dựa trên cái môi trường, đúng không ạ? Và GFX của chúng ta luôn luôn có những cái history để cho mọi người có thể tham khảo, cũng như là copy rất nhiều các cái thông tin để mà mọi người có thể nhận được. Từ đó đưa ra các giải pháp để có thể hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng. Các biến động của giá, các biến động của thị trường, các cây nến xanh, cây nến trắng, các mô hình tăng giá, các mô hình giảm giá thì đều dựa trên các yếu tố, đó là gì ạ? Kinh nghiệm, và đặc biệt là gì ạ? Xem xét các mô hình để có thể phán đoán trong tương lai nó tăng hay nó giảm để mà đặt lệnh. Cái vấn đề đặt lệnh là như nhau, cái việc buy và sell là nó như nhau thôi. Nhưng vấn đề khi sai chúng ta làm gì và khi đúng thì chúng ta làm gì. Đấy là cái yếu tố quan trọng nhất để mà các nhà đầu tư có thể xem. Ví dụ như ngày hôm nay là các cái hệ thống này không giao dịch, không ăn được. Bởi vì sao? Nó cứ lên lên xuống xuống trong một cái biên độ rất là hẹp. Do vậy các tài khoản nó gì ạ? Không có được cái tỷ lệ lợi nhuận cao. Nó không có sóng. Do vậy là gì ạ? Chúng ta chờ đợi những cái con sóng. Sóng nó phải bứt phá ra các cái mô hình. Từ đó là gì ạ? Chúng ta mới có thể gì ạ? Có được cái lợi nhuận cao.
Tuy nhiên là gì ạ? Là cái việc mà chúng ta cảm thấy phù hợp đó, để cái sự bứt phá đó nó có thể gì ạ? Giúp cho chúng ta có được cái lợi nhuận thực sự, thì đấy mới là cái mục tiêu của TPG và GMX.Asia. Vận hành các cái tài khoản này đúng không? Sao cho nó phù hợp nhất đó. Đó, Pip Compare. Để đưa ra các giải pháp cho nhà đầu tư. Đó. Các hiệu suất của các nhà đầu tư. Vậy thì quản lý quỹ thực chất đó là quản trị rủi ro mà thôi. Bởi vì sao? Phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản thì hầu như là ai cũng đưa ra các cái giải pháp để mà gì ạ? Quản trị một cách an toàn nhất. Đấy, ví dụ như là tài khoản này 7 đô với cái tài khoản 100.000 là 700 đô, đúng không? Còn tài khoản mà chỉ có 10.000 thì là 70 đô, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải có cái quản trị của các cái tài khoản sao cho nó hiệu quả nhất. Vậy thì khi mà chúng ta hiểu được cái điều này rồi thì lập tức là gì ạ? Chúng ta sẽ có cái cách để quản trị và đưa ra các cái tín hiệu. Mục đích là đó là gì ạ? Là quản trị sao cho tốt nhất. Đây là các cái mô hình. Chúng ta có thể theo dõi các cái thông tin ở nguyenquanghoc.vn để chúng ta chọn lựa cho mình các mô hình copy trade. Các giải pháp no loss system, chúng ta xem. Copy trade, du lịch kiếm tiền phải đưa ra rất nhiều. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có phân tích tất cả những cái tín hiệu của Bitcoin, Ethereum hay là các cái cặp để chúng ta có thể tham khảo, đúng không ạ? Các vấn đề về quản trị rủi ro, đúng không ạ? Đấy là những cái yếu tố mà chúng ta xem. Thông qua cái video này thì tôi muốn rằng là gì ạ? Mọi người có thể tham gia copy trade cùng với GFX để các team họ quản trị sao cho tốt nhất. Mọi người đừng ngần ngại. Zalo 0987732228 và các cái link ở dưới video này. Xin được cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại. Chúng ta sẽ có các cái thông tin để sao cho nó hiệu quả nhất. Và cái câu hỏi là đầu tư gì ở kỳ khủng hoảng sẽ giúp cho chúng ta có được cái mô hình đầu tư copy trade. Hãy cho cái niềm tin và tôi sẽ tạo ra cái sự uy tín và ngược lại.